Hoan hỉ đón chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị vạn sự như ý, phú quý bình an, chiêm nghiệm được nhiều kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Sau đây, xin mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thắp hương là một phần trong các nghi thức, nghi lễ cúng bái thần linh và tổ tiên, là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt ta. Việc thắp nhang cúng bái vào các dịp lễ Tết, Giỗ, Chạp là để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên và chư vị thánh thần vì đã phù hộ, giúp đỡ cho gia đình trong suốt thời gian qua. Vậy quý vị đã biết cách khấn vái khi thắp hương bàn thờ gia tiên sao cho đúng hay chưa? Trong video ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý vị cách thắp nhang đúng chuẩn, đặc biệt là vào ngày rằm tháng 5 âm lịch tới đây. Đồng thời giúp quý vị phân biệt được các nghi thức vái, lạy, khấn, cúng để làm sao chúng ta có thể thực hiện cho chính xác nhất quý vị nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo phong tục truyền thống của người dân Việt Nam ta, tục thắp nhang hay còn gọi là dâng hương, thắp hương đã có từ lâu đời trong văn hóa lịch sử Việt Nam. Hình thức thắp nhang là thể hiện thái độ biết ơn, lòng kính trọng cùng với những nỗi niềm của người thắp nhang, là một nét đẹp gần gũi thiêng liêng còn lưu giữ truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Có thể thấy nghi thức thờ cúng gia tiên vô cùng quan trọng và mang nhiều ý nghĩa, nên các quy tắc thắp hương, khấn vái hay chuẩn bị mâm cúng đều phải thực hiện đúng quy tắc. Các lễ vật, hoa quả, phẩm oản trên bàn thờ được bày trí theo quy tắc đông bình, tây quả. Một lưu ý cho gia chủ khi chuẩn bị mâm cúng rằm, nhập trạch, cúng tổ tiên cuối năm. Mỗi nghi thức cúng đều sẽ có sự khác nhau. Vậy quý vị có bao giờ quan tâm xem việc mình khấn bái liệu đã đúng hay chưa? Và liệu rằng mình khấn bái như thế nào cho đúng? Thắp hương trước hay khấn trước, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý vị nhé. Cách thức đúng để khấn vái khi thắp hương là dâng lễ, sau đó đốt đèn, đèn dầu, đèn cầy hoặc đèn điện. Thắp hương, rung chuông, khấn rồi mới tới cúng. Sau khi khấn xong thì vái hoặc lạy tùy theo địa vị của người cúng và người đã khuất. Nếu con cháu thờ cúng tổ tiên thì phải lạy bốn lạy. Sau khi khấn xong, ngoại trừ trẻ con, những người còn lại trong gia đình từ trên cao xuống lần lượt làm lễ. Gia chủ bắt buộc phải khấn rõ ngày cúng liên quan đến tên người đã khuất, ngày tháng năm âm lịch và cả dương lịch, nơi ở, tên gia chủ và những người trong gia đình. Tuy nhiên đối với tên người quá cố thì nên khấn nhỏ. Trong trường hợp khấn vái hàng ngày hay khấn cúng rằm tại nhà thì thắp hương xong rồi khấn. Ngoài những lưu ý về việc khấn sao cho đúng thì Phú Quý Tài Lộc cũng sẽ hướng dẫn quý vị cách phân biệt những nghi thức vái, lạy, khấn, cúng cụ thể thì khấn là lời cầu khẩn lầm rầm trong miệng khi cúng, tức là lời nói nhỏ liên quan đến các chi tiết về ngày tháng năm, nơi chốn, mục đích buổi cúng lễ, cúng ai, tên những người trong gia đình, lời cầu xin và lời hứa. Sau khi khấn, người ta thường vái, vì vái được coi là lời chào kính cẩn, do đó nhiều người thường nói khấn vái là vậy. Vái là hành động thay thế cho lạy ở tư thế đứng, thường được áp dụng cho dịp lễ ngoài trời. Khi vái, gia chủ chắp hai bàn tay lại ở trước ngực, từ từ đưa lên ngang đầu, đầu hơi cúi và khom lưng xuống, sau đó hai bàn tay đưa xuống, đầu ngẩng lên, gia chủ làm theo nhịp, tùy trường hợp vái 2, 3, 4 hay 5 vái. Còn cúng là thắp nhang, hương, khấn, lạy và vái. Trong dịp lễ giỗ hay Tết, gia chủ chuẩn bị mâm cỗ có hoa quả, nước, rượu, chén, bát, đũa, thìa lên bàn thờ. Bàn cỗ càng chỉnh chu, tươi mới, càng thể hiện lòng thành của gia chủ với tổ tiên. Theo giờ lành đã định, gia chủ thắp nhang, đèn, đốt nến rồi thực hiện khấn, vái hay lạy để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn và
cầu phước lành cho bản thân, gia đình. Và cuối cùng là lạy. Trong nghi thức cúng bái, lạy là hành động thể hiện sự tôn kính, lòng thành đối với người đã khuất hay bề trên. Thông thường lạy là hành động chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, sao cho các ngón tay duỗi thẳng, khớp với nhau. Tùy vào trường hợp, hai lạy, ba lạy, bốn lạy hay năm lạy đều mang ý nghĩa khác nhau. Nghi thức cúng gia tiên vô cùng quan trọng và ý nghĩa, nên quy tắc thắp hương hay mâm cỗ phải được thực hiện đúng theo nguyên tắc. Trên bàn cỗ, đồ lễ và hoa quả được bày theo nguyên tắc đông bình tây quả, rượu và nước. Sau đó theo thứ tự đốt đèn, đèn dầu, đèn cầy hay đèn điện. Thắp nhang, đánh chuông, khấn và cúng. Sau khi khấn rồi, tùy theo địa vị của người cúng và người quá cố mà vái hay lạy. Nếu con cháu cúng tổ tiên thì phải lạy bốn lạy. Chúng ta cần hiểu cho rõ về ý nghĩa của cúng, khấn, vái và lạy. Thờ cúng tổ tiên và những người thân đã khuất, ông bà, cha mẹ là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Theo đó, tín ngưỡng thờ cúng nhằm bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đến công lao của những người thân yêu đã khuất. Thờ Phật, thần linh và gia tiên không chỉ đơn giản là thắp hương khấn vái vào những dịp rằm, mùng một hàng tháng, ngày Tết, ngày giỗ, mà còn là một hoạt động được thực hiện hàng ngày. Đây không phải là điều bắt buộc về mặt tâm linh và hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện và thời gian của mỗi gia đình, nhưng sẽ tốt hơn nếu chủ hộ làm được. Bởi việc thờ cúng hàng ngày sẽ giúp bàn thờ mãi ấm cúng, sạch sẽ, ngăn nắp, khiến vong linh người mất được an ủi phần nào. Từ đó các cụ sẽ phù hộ độ trì cho gia chủ nhiều điều may mắn tốt lành. Quý vị thân mến, thắp nhang đúng cách là điều rất quan trọng và tất cả chúng ta đều nên biết, bởi nó không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là hành động thể hiện lòng biết ơn, tôn kính của chúng ta với bề trên. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách thắp nhang sao cho đúng. Vậy ngoài những lưu ý kể trên, thì khi thắp nhang, chúng ta còn cần chú ý thêm đến những điều gì khác nữa hay không? Quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc theo dõi trong phần tiếp theo của video nhé! Trước tiên, đó là ý nghĩa của việc thắp nhang đúng cách. Thắp nhang hay đốt nhang là hành động chúng ta đốt nhang rồi dâng lên bàn thờ gia tiên, thần tài, thần Phật để bày tỏ lòng biết ơn, cũng cầu khẩn, mong muốn phù hộ, ban phước. Những nén nhang khói bay đi nghi ngút, tỏa ra những mùi hương dễ chịu, được xem là sợi dây liên kết con người với những thực thể ở thế giới bên kia. Bởi theo quan niệm của người phương Đông, luôn có một thế giới tồn tại song song với dương gian, thế giới chúng ta đang sống. Vì thế nên việc thắp nhang mang một ý nghĩa tâm linh rất lớn và ta cần biết cách thắp nhang đúng cách. Làm không tuân thủ các nguyên tắc thì đó có thể xem là một hành động báng bổ, xúc phạm đến bề trên và con người có thể bị trừng phạt. Nhẹ thì không được phù hộ, ban phước, còn nặng thì có thể bị của trách, gặp hạn. Thứ hai, cần chuẩn bị những gì khi thắp nhang? Trước khi thực hiện nghi lễ thắp nhang, chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ càng từ nhang, lễ vật cho đến cả người thắp. Về nhang, ta nên lựa chọn những loại nhang chất lượng có nguồn gốc từ tự nhiên để đảm bảo có mùi hương, khói dễ chịu, an toàn nhất. Đó có thể hoa quả, muối gạo hay vàng mã, không nhất thiết phải chuẩn bị quá nhiều lễ vật đắt tiền và hoang phí mà chỉ cần ở mức vừa đủ. Nên nhớ lòng thành kính mới là thứ quan trọng nhất. Ta nên lựa chọn hoa quả còn xanh, vàng mã chọn tiền vàng hoặc hiện vật. Nếu cúng cháo cơm thì cần dùng bát đũa mới mua và cấm tuyệt đối dùng bát đũa đang sử dụng. Về mặt nguyên tắc thì bất cứ ai cũng có thể đốt nhang để dâng. Thế nhưng nếu chỉ có một người đại diện thì nên chọn người trưởng thành, có tính khí, thẳng thắn, cương trực và cẩn thận. Trước khi thắp nhang, quý vị phải chuẩn bị quần áo gọn gàng, tắm rửa thật sạch sẽ. Thứ ba, các bước thắp nhang đúng chuẩn. Để có thể nắm được cách thắp nhang đúng cách, chúng ta cần phải biết thứ tự các bước của một lần thắp nhang chuẩn. Đầu tiên, ta lấy nhang từ trong bao nhang ra.
đi gọn vào một bên của bàn thờ rồi dùng lửa để đốt chúng. Nên dùng bật lửa đốt một tờ giấy trắng rồi dùng lửa từ tờ giấy đó để đốt nhang. Khi đốt thì hay dốc nghiêng cây nhang 45 độ xuống phía dưới để nhang dễ bắt lửa hơn. Đợi nhang cháy được khoảng 3 đến 5 giây thì vẩy nhẹ để lửa tắt hẳn. Tiếp đó ta cầm nhang bằng ngón giữa và ngón trỏ, giữ thật chặt, còn ngón cái thì tì vào thần cuối của chân cây nhang. Nhang phải được cầm thẳng, song song với tư thế đúng, để ngang vị trí lồng ngực cách khoảng 30-40cm. Ta bước lại gần bàn thờ, đưa nhang lên gần phần lông mày, khấn vái cũng như gửi những lời biết ơn, cầu khấn đến đấng bề trên rồi cắm nhang. Một số quý vị ở đây sẽ thắc mắc là khi thắp nhang thì mình cần thắp bao nhiêu nén là đủ. Thì thông thường chúng ta nên thắp hương nên thắp theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Vì số lẻ đem lại may mắn đại diện cho số dương sẽ mang dương khí. Còn với những số lẻ 2, 4, 6, 8 nằm ở số âm sẽ không tốt cho gia chủ. Thắp một nén nhang, thông thường một nén hương dùng để thắp hàng ngày. Với một nén nhang thể hiện người sống thành tâm, mong cầu thần linh, mong muốn tổ tiên phù hộ cho mình bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn, sức khỏe, mua may bán đắt. Thắp một nén hương để thờ cúng thần linh trong nhà được gọi là bình an hương. Thắp ba nén nhang hầu hết thường được sử dụng vào việc thắp hương ngày rằm, ngày lễ, Tết, mùng 1. Số 3 trong phong thủy tượng trưng cho tam giới, chỉ về bầu trời, mặt đất và con người, chính là thiên địa nhân. Thắp ba nén nhang theo đạo Phật được gọi là tam bảo hương. Tam bảo đó chính là Phật, Pháp chính là kinh Phật, tăng kính là người tu hành xuất gia, hay còn gọi là Phật, Pháp và Tăng. Thắp ba nén nhang có ý nghĩa là trong tâm nhang tuyệt đối không thay đổi lòng dạ, chỉ về lòng thành kính của người thắp. Giới nhang luôn hướng theo lời răn dạy của Phật Thánh Tô Đường và Định Nhang. Thắp năm nhang, theo phong thủy, năm nén hương thể hiện năm phương trời đất, thiên địa ngũ hành, năm hướng thần linh. Trong phong thủy thì ngũ hành là năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hầu hết thì trong một quốc gia, dòng họ, dòng tộc hay tập thể có việc gì đó đại sự thì mới thắp năm nén hương, vì điều này thể hiện cho cầu ngũ phương, ngũ hành. Ngũ thổ có nghĩa là khắp trời đất chứng giám lòng thành của người đại diện cho một đất nước, dòng tộc, địa phương, cầu mong cho quốc thái dân an, cầu mong những điều tốt đẹp, bình an. Thứ tư, thời điểm để đốt nhang hợp lý. Theo quan niệm phương Đông thì ta có thể thắp nhang vào bất cứ khung giờ nào trong buổi sáng, trưa, chiều. Nhưng tuyệt đối không được thắp vào buổi tối, nhất là từ lúc 7 giờ tối đến khi mặt trời mọc. Bởi khói hương không chỉ liên kết được với thế giới tâm linh bên kia mà nó còn có thể thu hút ma quỷ, nghiệp chướng và những điều tai ương. Đoạn từ 7 giờ tối đến sáng là lúc mà ma quỷ và nghiệp chướng hoạt động. Do đó, nếu đốt nhang giờ này, chúng có thể vào nhà bạn, cư ngụ trong đó và mang lại điểm xui cho cả gia đình. Thứ năm, một vài điểm lưu ý khi thắp hương. Lựa chọn những cây nhang thẳng, khi cắm nhang phải thẳng, không được để nghiêng, không được cắm đại cho lấy lệ. Nên sử dụng các loại nhang làm từ các thương hiệu thảo mộc thiên nhiên như nhang trầm hương, nhang quế, nhang tràm, hiện nay khá phổ biến. Khói nhang tỏa ra rất là độc. Cho dù bạn có dùng nhang tự nhiên không hóa chất, nhưng lượng CO2 sinh ra khi cháy tạo khói sẽ chiếm hết không gian, làm ngộp thở. Vì vậy nên đốt nhang với lượng ít nếu ở phòng kín và nên mở các cửa để thông thoáng. Nên tránh gió mạnh khi đốt nhang vì dễ làm nhang tắt, hương thơm của nhang bị cuốn đi nhang. Nếu nhang bị tắt giữa chừng thì không nên rút nhang ra đốt lại, mà để nguyên đó và dùng bật lửa mồi cho cháy lại. Khi đốt nhang cần tĩnh tâm và thành tâm khấn vái, nên cầu mong những điều tốt đẹp cho mình và cả người khác. Nên để lưu ý đến khu vực bát nhang mỗi khi đốt vì có thể cuốn lửa gây cháy. Hạn chế tốt nhất là bỏ luôn việc sử dụng nhang uốn tàn, cong tàn,
vì để được cây nhang như vậy thì 99% nhang phải nhúng qua một loại dung dịch axit nào đó. Khi các axit đó thải ra rất nhiều chất độc hại. Và cuối cùng, những điểm kiêng kỵ khi thắp hương. Không đốt hương với số lượng cây là số chẵn. Không được sử dụng các loại hoa quả có gai để dâng hương. Không sử dụng hoa quả nhựa để thắp hương. Không ăn mặc hở hang khi thắp hương. Không sử dụng nhang hóa chất để làm cầu nối tâm linh. Đây là nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn và phát huy. Phải giúp con cháu chúng ta hiểu được những giá trị đó và giữ gìn và phát huy. Dâng hương là một hình thức giao tiếp tâm linh, là cầu nối vô hình giúp cho con người cảm thấy an tâm hơn, bình yên, hạnh phúc hơn. Câu nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành luôn luôn đúng trong phong thủy. Do vậy, để tránh nhận phải những điều đen đủi, không may mắn, gia chủ hãy cố gắng điều chỉnh và hóa giải những lưu ý trên đây để mang lại sức khỏe và nguồn năng lượng tốt cho bản thân và gia đình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.